Một quýt tế thường gọi thiên thần thiên sứ quét cao tầm 2 mét cân nặng không xác định giới tính được nghề nghiệp người giáng hộ thiên thần thầy dạy võ cho thần hủy diệt công tác tại vũ trụ bại địa chỉ nhà trước kia ở cõi trời địa hạt thần thánh hiện tại ở kế tại hành tinh của Beerus. 2. Quýt khoe với Goku rằng anh ta đạt được bản năng vô cực cấp cao, hay còn gọi là khả năng tự trị vô cực cấp cao. Kiểu như cơ thể lúc nào cũng trong bản năng vô cực hết, không cần phải biến hình chi cả. Mọi nguy hiểm xảy ra đối với anh ta thì mỗi tế bào trong cơ thể đều có thể tự cảm nhận được và né phát ngột. Cả đời không thể gặp cái gì bất chắc. Vừa chém gió xong thì anh ta đạp chúng cục cất, chà chân xuống đất chà thấy tía luôn mà không sạch được. 3. Quýt có thể nói là quyền năng tối thượng trong vũ trụ và có thể biết được mọi chuyện mà anh ta muốn tìm hiểu. Nhưng cái đặc quyền đó cũng như là chị Google mà thôi. Vì khi anh ta không chủ động dò tìm thì ảnh không có nhiều kiến thức lắm. Ảnh cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên khi những kiến thức đó lạ và không liên quan trực tiếp đến virus. Như khi ảnh ngạc nhiên với đồ ăn của trái đất này, bị ấn tượng với khả năng dừng thời gian của Hit cùng Kaioken của Goku,